Xin chào, bạn đang nghe T-Pod, một podcast bàn luận về những vấn đề phát triển bền vững trong cuộc sống. Podcast được co-host bởi Mia Nguyễn và Hà Ngô. Mình là Mia Nguyễn, quản lý của cộng đồng phát triển bền vững Sustainable Việt Nam. T-Pod được đồng hành bởi Doty, là nơi những tách trà nóng mang đậm hương vị Việt Nam được gửi đến cho khách mời. Nào, nếu đã sẵn sàng, hãy cùng T-Pod quên đi những bộn bề ngoài kia và ngay cho mình một tách trà nóng, kèm thêm một chiếc bánh ngọt. Và cùng chúng mình bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đến với Be A Tree ngày hôm nay sẽ là anh Thành đến từ Trip. Để bắt đầu thì chắc anh Thành giới thiệu qua cho các bạn một chút về bản thân mình có được không? Okay, cảm ơn Mai Anh. Mình là Thành, mình hoạt động ở Trip được hơn 7 năm, hiện tại đang làm Community Manager ở Trip. Chủ đề của chúng ta hôm nay là Be A Tree, là hãy là một cái cây. Vậy nếu như có một buổi sáng anh thức dậy và anh trở thành một cái cây trong một khu rừng thì anh sẽ chọn trở thành loài cây nào và tại sao? Cây trong rừng hả? Tre. Tại sao anh lại chọn cái tre? Tại nó gầy, với lại nó khỏe, sức sống tốt. Nhưng mà anh có cảm thấy cây tre có một cái mối liên hệ nào đó đặc biệt với con người của mình không? À, có chứ, sống chỗ nào cũng được hết. Ok anh. Nếu mà để được có một cái môi trường lý tưởng, tưởng tượng tất cả mọi người xung quanh anh đều là những cái cây và nó sẽ trở thành một khu rừng, anh sẽ muốn cái khu rừng đó trông như thế nào? À, tất nhiên là khu rừng đó sẽ có nhiều tầng, đa dạng. Nói sao nhỉ? À, có đủ mọi loài thực vật và động vật, chứ không phải là thuần theo một dạng nào đó. À, cái môi trường đó nó trung hòa được tất cả các loài cây, các loài thực vật có thể sống được. Chứ không phải giống như cái kiểu thông chỉ mọc được những loài đất núi đôi. Sen thì mọc được bung có nước, nó gọi là đa dạng một chút. Em được biết tới anh là một trong những người đặt nền móng đầu tiên ở Trip, nghĩa là anh đã có một cái khoảng thời gian rất dài gắn bó với Trip. Thì không biết cái cơ duyên nào khiến anh bắt đầu và lựa chọn dự án này? Mình bắt đầu cái sự nghiệp đi làm của mình là bảo hiểm, sau đó mình chuyển sang để làm nhân viên bán hàng. Thì trong lúc mình bán hàng thì mình tiếp xúc được rất nhiều khách du lịch. Nhiều khách du lịch mà câu hỏi thường xuyên mình nhận được từ phía khách du lịch là tao nên làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh này. Thực ra thì mặc dù ở thời điểm đó mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh tầm 8 năm rồi, nhưng mình cũng không biết phải trả lời cho khách là mày nên đi chỗ nào. Rồi sau đó, sau mình làm được 1 năm rưỡi thì tình cờ mình gặp cái chị founder của Chip, là sếp cũ mình bên công ty đó. Chị có chia sẻ mình về dự án của Chip, và có một thời gian mình làm volunteer cho Trip dạng là team tour, xong rồi một thời gian làm ở dạng volunteer thì mình cảm thấy cái câu hỏi mà xưa nay mình gặp ở những khách du lịch đã có câu trả lời. Lúc mà người ta hỏi, ít nhất là mình biết mình sẽ chỉ được cho một người nào đó sẽ trả lời được cho khách câu hỏi này một cách địa phương nhất, chứ không phải là giống như mà những tour du lịch bình thường. Đó là do sao mình bèn duyên được Trip cho tới bây giờ. Nhưng mà anh có nghĩ nếu không phải là Trip thì có thể là một công ty nào đó khác không? Anh có nghĩ là tại sao anh lại chọn Trip? Nếu không phải là Trip thì chắc có lẽ bây giờ mình có lẽ cũng đi theo một cái ngành nào đó, ví dụ như là kế toán chẳng hạn, hoặc là kiểm toán. Chứ không phải là một cái ngành nó mang tính trừu tượng như bên Trip. Tại vì Trip nó để tới được với Trip thì mình trải qua một giai đoạn, đầu tiên là giai đoạn chia sẻ của sếp. Dạ. Sau đó là giai đoạn làm volunteer, tổ chức các buổi chia sẻ, xong rồi tham gia như kiểu một tour guide thực thụ. Thì nó là một quá trình, chứ không phải là nó bắt nguồn từ cái ý tưởng ban đầu, mà nó là một quá trình. À, vậy là giai đoạn đầu tiên là anh Thành làm tour guide cho bên Trip hả? Đúng rồi, nó là yêu cầu bắt buộc mà. À, vậy là anh có phải là một người yêu thích du lịch không, hay là chỉ là vì cái cơ duyên mà mọi người hỏi anh nên là anh mới bắt đầu đi vào con đường đó? Tất nhiên là du lịch thì mình thích, tại vì nó ăn, du lịch thì nó ăn vào trong máu của mình rồi. Từ hồi đi học đại học là hầu như năm nào mình cũng có hành trình ít nhất 800 km về quê hết bằng xe máy. Wow, quên hẳn đâu. Ở mình ở Đắk Lắk. Dạ. Ngoài ra trong thời gian đi học thì lâu lâu mình vẫn xách xe đi phượt du lịch theo kiểu địa phương, chứ không phải là bằng ô tô hay gì đó. Thì vẫn nói chung cái máu du lịch nó vẫn ở trong máu mình rồi. Tới lúc gặp Trip thì mình tìm được một cái môi trường gọi là để mình chia sẻ cái máu đam mê du lịch đó đối với người nước ngoài thôi. Chắc anh Thành cũng đi được nhiều rồi hả? Cũng không hẳn. Việt Nam thì chưa hết.
Nước ngoài thì cũng được 3-4 nước gì đó. Mà anh có dự định tới một cái lúc nào đó anh sẽ chinh phục hết những địa điểm đẹp của Việt Nam không? Nó vẫn là nằm trong cái gọi là giấc mơ. Dạ. Vậy quay lại một chút về cái hành trình mà anh đi với Trip, thì trong suốt cả 7-8 năm có một cái lúc nào đó mà anh cảm thấy mệt quá, anh muốn từ bỏ không? Đâu là cái giai đoạn mà anh cảm thấy nó khó khăn nhất với mình? Anh đã vượt qua cái điều đó như thế nào? Cũng có một thời gian mình quit, nhưng mình quit cho điều kiện khách quan, tức là do đại dịch cho nên là không ít có việc để làm, cho nên mình phải tìm một công việc khác. Sau đó 2 tháng mình cũng quay lại bình thường. Còn cái mà gọi là áp lực để mình nghĩ tới việc đổi hướng thì chưa có. Thực tế là mình chưa có bao giờ, chưa cả. Vậy là anh Thành có vẻ khá hạnh phúc với cái hành trình ở Trip 7-8 năm qua đúng không? Đúng rồi, mình chưa có ý định đó. Một con người làm việc 7-8 năm chủ mà quán thì chưa có bao giờ khách quán không, không có một cái giây phút nào mà kiểu yếu đuối luôn. Yếu đuối là sao? Muốn là nghỉ kiểu thì phải mạnh mẽ chứ. Đúng, cũng hợp lý. Nếu em muốn nghỉ một công việc mình làm 7-8 năm thì mình phải dứt khoát, thì nó phải yêu cầu sự mạnh mẽ chứ. Nhưng mà nghĩa là có một cái giây phút nào đó mà anh cảm thấy yếu lòng và anh kiểu cảm thấy mình không thể làm tiếp được nữa thì không có đúng không anh? Không có. Nói sao nhỉ? Thực ra thì mình học được rất nhiều từ sếp trực tiếp của mình. Lúc mà cảm thấy thì sếp có tặng cho mình một cuốn sách, tên nó là Mệt quá thì quẳng nó đi. Thì cái đó nó giống như kiểu giống như câu hỏi của em lúc nãy là lúc nào mà cảm thấy mệt quá thì quẳng nó đi thôi sau đó mình lại quay lại làm việc. Không có kiểu mình mệt quá mình tìm một công việc khác thì mình thoải mái hơn. Nghĩa là mình luôn thấy được những cái điều khó khăn và mình sẽ luôn tìm cách để mình vượt qua nó, chứ không phải là mình sẽ từ bỏ nó ở cái giai đoạn đó. Đúng rồi, mình đi với công ty từ số 0 mà. Hồi xưa từ lúc mình bắt đầu nó còn ngổn ngang hơn bây giờ cơ mà. Dạ, vậy bây giờ chắc mình thử ngồi mình suy nghĩ lại một xíu là bây giờ anh Thành thấy bản thân mình so 7-8 năm trước thì anh thấy mình đã trở thành một cái cây tre như thế nào? Cây tre này có còn phải là cây tre của ngày xưa nữa không? Cái tre này hiện tại khác ngày xưa một chút là bây giờ nó có thể đứng được một độc lập. Thậm chí là có thể nuôi được một số bước mắt ở phía dưới nếu cần thiết. Nhưng không đơn thuần, phía trước là một cái tre mọc từ một lúc bắt đầu cần dựa dẫm khá nhiều vào cái bụi của mình. Thực ra bây giờ cái tre nó mọc từ bình thường. Em cũng hy vọng thời gian sắp tới mà bước mắt nhắn tin thì anh Thành nhớ trả lời nha. Anh Thành hay xin bút măng nào chứ đó. anh trong cái ấy của anh nhiều bút măng lắm. Dạ rồi, vậy nếu mà mình vẫn là ở trong cái khu rừng đó nhưng mà một hôm anh Thành được thần rừng cho một điều ước, anh nghĩ là mình sẽ ước điều gì? Anh nghĩ là anh sẽ quay lại một cái thời điểm nào đó lúc mà cả khu rừng này gặp vấn đề, anh muốn quay lại cái giai đoạn then chốt, thì anh nghĩ là nếu mình cố gắng hơn một chút thì sẽ đưa được cái khu rừng đó tới một điều kiện tốt hơn, là thay vì tới tình trạng như hiện tại. Thêm một câu hỏi nữa cho anh Thành là khoảng thời gian mà anh làm ở Trip thì có một cái kỷ niệm nào vui hay là một cái khoảnh khắc nào mà anh không thể quên được, hoặc là một cái bài học nào đó mà anh học được từ những người xung quanh? Khoảnh khắc thì nhiều, bài học cũng nhiều. Cùng một vấn đề mà giải quyết theo cùng một cách thì chắc chắn kết quả nó không khác được. Nói chung là nó sẽ đi, anh nghĩ nó sẽ đi anh về suốt cuộc đời. Nghĩa là bạn muốn một cái kết quả khác nhưng mà bạn vẫn làm những cái điều giống như vậy thì không thể nào có một cái kết quả khác được. Đúng rồi. Dạ rồi, tập podcast hôm nay thì chắc cũng đã dài rồi, thì chắc em rất cảm ơn vì sự tham gia của anh Thành ngày hôm nay. Cảm ơn Mai Anh. Xin chào các bạn. Be a tree, be a tree. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của anh Thành, Trip và mình. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi podcast ngày hôm sau.